đời sống xã hội ngày càng cao thì nhu cầu làm đẹp cho những vật liệu xung quanh cũng không ngừng tăng lên. Sơn không chỉ dùng để bao phủ lên bề mặt vật liệu tránh tác hại của môi trường xung quanh mà còn phải tạo được điểm nhấn cho vật liệu được bao phủ, làm tăng thêm vẻ đẹp, tuổi thọ của vật liệu và tăng giá trị sản phẩm. Trước nay, để thực hiện sơn trên các vật liệu gỗ, thường nghĩ đến các chất liệu sơn BU, trên các vật liệu khác thì sử dụng các chất liệu sơn NC và các loại sơn thông thường. Giờ đây, nhu cầu đòi hỏi một chất liệu sơn thực hiện đa dạng trên nhiều chất liệu khác nhau với tính năng ưu việt như chịu được nắng mưa, thay đổi của môi trường, độ bền cao mà chi phí lại phải tiết kiệm nhất. Liệu trên thị trường hiện nay có loại sơn đáp ứng được những yêu cầu đó không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nào. Đại diện cho doanh nghiệp gốm sứ xuất khẩu. Xin mời ngồi. Qua tìm hiểu thông tin mạng, được biết doanh nghiệp của anh có công nghệ sơn men, sơn trên mọi chất liệu và chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt. Thì hôm nay tôi đến đây để tìm hiểu cái công nghệ này. Anh Nốt đã tìm đúng cái địa chỉ mà nơi sản xuất ra sơn men đa năng. Hiện tại trên nhà máy mình hãy sản xuất được 9 hệ sơn, trong đó có hệ sơn men đa năng, sơn 2K chống máu vàng và một số hệ sơn khác đều có cái độ bóng đặc trưng như men, do đó mình đặt tên nó là sơn men. Xin giới thiệu với anh đây là những sản phẩm sơn men. Nhìn thấy đây, sơn men đa năng. Chính chữ đa năng này nó thể hiện một hệ sơn mà chỉnh bám trên nhiều vật liệu khác nhau. Thường thường các hệ sơn khác như sơn BU chỉ bám được trên gỗ, sơn ankit thì sơn dân dụng. Thì riêng cái sơn men đa năng này thì bám được trên sắt, thép, gỗ, đậu xi măng, đất, rất nhiều loại vật liệu khác. Do đó mình đặt cái tên sơn men đa năng. Do cái tính năng dày của sơn men này, thường thường mình áp dụng cho hệ sơn lót làm nền. Sau đó mình phủ lên một lớp 2K chống máu vàng lên. Thì mình tạo được một sản phẩm bền vững. Mình áp dụng trên sắt, thép được, trên nhựa được, xi măng, gỗ, vân vân và vân vân. Đây là cái sản phẩm sơn men anh thấy. Chịu đựng mọi thời tiết, bóng đẹp như men. Và anh thấy những sản phẩm mình để ở ngoài trời, tất cả đều để ngoài trời, trên mọi vật liệu. Đây, đây là bảng màu. Trong đây nó thể hiện quy trình mình đã định tính và định lượng cho tất cả những cái hệ sơn. Ngoài ra sơn 2K có một loại sơn cho vân gỗ, như anh thấy. Rất nhiều vân gỗ và nhiều màu sắc cho vân gỗ. Đây sao không đây ngoài trời. Đây là một cái hệ sơn mới, đây là hệ sơn nứt. Dùng cho sản phẩm nội ngoại thất. Sơn nứt được là trên nhiều vật liệu, trên kính được, trên gỗ được. Có nhiều màu sắc, làm những cái hiệu ứng mới. Đây, đây sơn nứt, giới thiệu bằng sơn nứt. Đây là hệ sơn kính màu. Kính có thể sơn làm nhiều màu sắc, kính nghệ thuật. Đây. Rất nhiều màu sắc trên kính. Đẹp quá ha. Ngoài ra có những cái sản phẩm mới nữa. Đây sơn nhám. Khi mình sơn ra nó tự phản ứng của sơn, nó tạo ra cái bề mặt nhám. Anh em, có đây sơn nhám. Rồi. Ngoài ra có những cái hệ sơn nội thất và chịu được quá chất, có thể bám được gạch men, bám được inox, nhôm, kính. Đây là loại sơn. Đây là sơn trên inox, trên tôn mặt kẽm, dùng để ngoài trời. Đây, đây anh thấy coi sản phẩm. Phong phú quá anh ha. Rất phong phú, đa dạng. Để kết hợp được cái sơn men, sơn 2K, mình cho ra một cái catalog để làm một cái sản phẩm sơn mài công nghiệp. Sơn mài. Sơn mài ngày hôm nay sơn trên mọi vật liệu, không có hạn chế vật liệu. Trên gỗ, trên kính, trên nhựa, rất nhiều vật liệu với công nghệ mới đây. Đây là sản phẩm sơn mài. Đây là sản phẩm thành phẩm, trắng và đen. Đây là quy trình để hướng dẫn mọi người có thể sử dụng.
Nhìn như thật ha. À, nè. Một cái sản phẩm, một cái giải pháp về sơn, giải pháp sơn một lần hoàn thiện trên MDF hoặc là gỗ tự nhiên, rất đơn giản. Gỗ tự nhiên chỉ cần một lần dầu lao, sơn một lần có thể hoàn thiện sản phẩm. Trên MDF mình cũng có dầu lao chống rút trên MDF, sau đó mình phủ một loại sơn men lên thì có thành thành phẩm ngay. Làm những cái công trình chất lượng trung bình thì mình áp dụng cái giải pháp này. Ngoài ra còn một sản phẩm cuối cùng là sản phẩm 10 trong 1. Những cái tính năng này hiện tại trên thị trường chưa có sản phẩm nào có thể một cái bề mặt sơn đạt được 10 tính năng này. 10 trong 1? 10 trong 1 có nghĩa là 10 tính năng trên một bề mặt sơn. Đây là một hệ sơn hoàn toàn mới. Nó thay thế gần như tất cả những cái hệ sơn đang hình thành. 10 tính năng gì danh? Đây anh thấy 10 tính năng mình in sẵn. Tính năng bám dính, chống chảy xước, chống rỉ, kháng hóa chất, dễ lau chùi, kháng sút, bóng như men, ứng dụng mặt nano, hàm lượng kim loại nặng cho phép và chống ố vàng. Đây là 10 tính năng trên một bề mặt sơn. Đây, mặt bàn đây là anh đang áp dụng cái bóng 10 trong 1 của hệ sơn đây. Anh có thể cho tôi biết sơn hoa Việt được thực hiện theo những quy trình nào và có thân thiện với môi trường không anh? Những cái sơn mình nhà máy chế tạo sử dụng rất đơn giản. Nếu người thợ biết sử dụng Victorlay là súng phun thì sử dụng rất đơn giản. Để hỗ trợ, nhà máy có quay những cái video clip trên mạng ở những hệ sơn 2K, sơn men, sơn nứt, vân vân đều có hình ảnh video clip. Người thợ nếu ở xa không biết có thể nhìn qua cái video clip trên mạng mà biết cách sử dụng. Ngoài ra trên bao bì mình có ghi chép rất cẩn thận cái quy trình sơn, cái tỷ lệ sơn và cái cách sử dụng. Do đó khi áp dụng đúng thì các anh đạt được những cái chất lượng như mong muốn. Anh thấy đây rất nhiều hệ sơn, mỗi hệ sơn nó được lập trình sẵn một màu sắc riêng để dễ phân biệt. Có thân thiện với môi trường không anh? Trong những năm nghiên cứu về những hệ sơn mới, nhà máy đã tìm tòi những cái nguyên liệu mới để đáp ứng những cái yêu cầu cao hơn. Những nguyên liệu này nhà máy đã nhập từ Mỹ, Đức, Nhật và nghiên cứu theo cái quy trình của nhà máy riêng biệt, chế tạo cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các vùng miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà áp dụng trên nhiều vật liệu khác nhau, ứng dụng cho nhiều ngành nghề, đưa ra nhiều giải pháp sơn, thay đổi rất nhiều cái cách làm cũ. Do đó trong tương lai cái hệ sơn mới này nó sẽ đáp ứng rất nhiều cái yêu cầu của người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Những anh thấy ngoài sân là về những sản phẩm mà đã ứng dụng. Sẵn mời anh Nốt ra coi sản phẩm ứng dụng các hệ sơn trên nhiều vật liệu khác nhau. Dạ được. Xin mời anh. Dạ, cảm ơn anh. Xin giới thiệu với anh Nốt. Đây là những sản phẩm mà được áp dụng của hệ sơn Meda Năng và hệ sơn 2K chống ố vàng. Đây, mời anh Nốt có thể dùng coi sản phẩm của mình. Vậy thì các sản phẩm này đó anh Phan, mình có thể trồng cây để ngoài trời rồi tưới nước thoải mái được không anh? Anh nhìn thấy đây là những sản phẩm trồng đất đỏ Vĩnh Long được sơn màu xanh bơ, xanh lá cây, được trồng bằng cây thực tế. Những sản phẩm này nó đã được 3 năm nay, lúc nào cũng để ngoài trời. Do đó chắc chắn là nó phải để ngoài trời được và nó không bay màu, không bong chóc. Do đó những cái sản phẩm yêu cầu như anh nói là đều tất yếu. Để chắc chắn là cái sơn này nó có những tiêu chuẩn này, nhà máy sơn của mình đã kiểm cho 2 trung tâm. Một là trung tâm đo lường chất lượng trung tâm 3, hai là công ty VB của Đức. Dựa trên hai cái bài test của hai trung tâm này thì những sản phẩm của sơn hoa Việt này đều được ở điểm cao nhất. Do đó để sản phẩm ngoài trời là điều tất yếu. Vậy thì cái việc sản xuất sơn hoa Việt của mình đó anh Phan được thực hiện như thế nào vậy anh? Nhà máy ra sản xuất cái sơn BUNC Ankit từ năm 1995, trong vòng một thời gian dài nó bộc lộ quá nhiều khuyết điểm. Những sản phẩm sơn BUNC không thể đáp ứng được sản phẩm để ngoài trời được. Do đó trong 5 năm trở lại đây, nhà máy tập trung nghiên cứu ra đời 9 hệ sơn. Trong đó có hệ sơn Meda Năng và hệ sơn 2K trong ố vàng như anh thấy đây. Và sẵn đây cũng xin mời anh tham quan vô cái quy trình sơn của nhà máy. Thank you.
Còn sản phẩm này là hệ sơn gì vậy anh? Xin giới thiệu anh, đây là cái hệ sơn dưới giới thiệu ban đầu, sơn Meta Năng phối hợp với hai ca chống ố vàng tạo lên những sản phẩm trên gỗ MDF. Như hồi nãy anh thấy là cái sản phẩm trên ngói cũng là hệ sơn 2K phối hợp với sơn Meta Năng, sơn trên ngói giả men. Còn đây cũng là hệ sơn đó nhưng áp dụng trên gỗ MDF. Đây mà khi sơn lên cái sản phẩm anh thấy không còn phân biệt được cái vật liệu. Vật liệu đã thay đổi, nhìn như men gốm. Bóng quá anh hả? Ngoài ra nó láng mịn, rờ vô cảm giác mắt lạnh. Sức lạnh mình mà láng nữa. Mời coi. Đơn giản là vật liệu MDF, nhưng mà khi sơn lên rồi thì sản phẩm vật trên bề mặt đó mà không phân biệt được cái vật liệu thay đổi thì tự nhiên mình tăng cái giá trị sản phẩm lên. Ngoài ra cái hệ sơn này còn áp dụng trên nhựa composite. Trên anh thấy là những cái chậu nhựa, sơn trên nhựa composite. Đây. Hoặc là những cái sản phẩm trên loa cũng MDF. Khi sơn lên là một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Đó là kết hợp giữa sơn Meta Năng và sơn 2K chống ố vàng. Ngoài ra công ty có sơn 10 trong 1, anh thấy đây. Đây là những cái mà anh coi. Đây những là cái sản phẩm chậu. Nó có hình nó giống như chải. Thì ứng dụng của sơn 10 trong 1 sơn lên tạo hiệu ứng vân chải rất là nhẹ nhàng ha. Dạ. Dễ dàng vận chuyển. Anh thấy. Thì trong cái hiệu ứng này ứng dụng rất nhiều trong cái chậu xuất khẩu. Tại những cái điều này ta mong muốn tạo được cái sơn men chải. Rồi đó giờ rất khó để chế tạo được loại sơn này. Ngày hôm nay cái sơn 10 trong 1 với những chứng tính năng vượt trội, nó cho phép mình sơn một lần duy nhất tạo cái hiệu ứng men chải trên composite hoặc trên đất đỏ. Sẵn mời anh đi qua tham quan luôn cái công nghệ sơn. Nó thấy không, cũng là mài, nó gọi là sơn mài, phải dùng bằng tay mài nước mới gọi là sơn mài. Sự khác biệt của sơn mài mới và sơn mài cũ đó là hệ sơn khác nhau. Quy trình sơn mài mới ngắn hơn, sử dụng sơn men đa năng và 2K chống ố vàng. Còn sơn mài cũ sử dụng sơn ta, dầu điều, NC, BU, quá nhiều thời gian và quá nhiều công đoạn. Ở đây nó cho phép chúng ta rút ngắn tất cả công đoạn lại, chỉ cần bằng nửa quy trình so với các cái công nghệ cũ. Như vậy thì để làm sao mà công nhân có thể mà thực hiện các quy trình này rất dễ dàng được anh? Do đây là một cách làm mới, nhà máy có tổ chức những cái lớp học cho những em hoặc những người thợ có muốn có nhu cầu làm sơn mài hoặc là sơn công nghiệp. Ở đây được đào tạo miễn phí và có chỗ ăn, chỗ ở cho các em. Quá hay. Thì sắp tới em sẽ gửi công nhân của em qua đây để mà họ học cái cách thi công này. Xin mời anh Nấp. Đây, xin giới thiệu anh Nấp. Đây là công đoạn cuối cùng, gọi là công nghệ đá móng 3M. Công nghệ này của Mỹ. Những nguyên liệu này được nhập từ bên Mỹ về và áp dụng cái công nghệ đá móng 3M. Anh áp dụng công nghệ này thì loại bỏ tất cả những cái bề mặt sản phẩm bị lỗi như là bụi, da cam. Sau khi đánh thì hợp tại ra một cái sản phẩm hoàn hảo. Có thể bóng như gương. Rất là bóng, rất là mịn anh ha. Có thể những cái sản phẩm sơn mài công nghiệp bao giờ cái giai đoạn cuối cùng cũng áp dụng công nghệ này. Một sản phẩm thật sự hoàn hảo và nhanh, rất nhanh so với những công nghệ khác. Xin mời anh Nấp thêm một qua tiếp cái sơn 10 trong 1. Hiện nay ở Việt Nam này nhập khẩu rất nhiều ván màu. Mình Việt Nam lệ thuộc rất nhiều tất cả sản phẩm dán sơn màu.
từ vân gỗ tới màu sắc. Ngày nay mình có sản phẩm sơn 10 trong 1, có thể sơn trên dán gỗ laminat, dán chromat, dán melamine với cách sơn một lần duy nhất, cho phép thay thế được tất cả những cái dán màu của nước ngoài một lần duy nhất, và chỉ cần áp dụng công nghệ đánh bóng 3M cho ra một sản phẩm hoàn hảo mà ai làm cũng được, giá thành rất cạnh tranh. Mà anh coi cái sản phẩm trên bóng 10 trong 1 trên ván laminat. Bóng của anh hả? Không khác gì sản phẩm nhập khẩu. Rất là tuyệt vời. Sau khi anh đã xem những cái quy trình sơn, những sản phẩm thực tế để ngoài trời mà đẹp, các hệ thống này đã sử dụng 3 năm, không có thay đổi nhiều, do đó khi anh sử dụng cái sơn nhà máy anh an tâm. Ngoài ra sơn Hoa Việt còn cung ứng cho tập đoàn Aerovindo để sơn cửa gỗ, cửa nhựa, trong đó có một cái dự án lớn đó là tòa nhà Quốc hội. Chân thành cảm ơn anh cái buổi giới thiệu về công nghệ mới sơn Hoa Việt của mình. Thì theo tôi nhận thấy, sơn Hoa Việt không những sơn được trên mọi chất liệu mà còn chịu được mọi thời tiết, và đặc biệt là bóng đẹp như men. Kỳ này á, về chắc là tôi sẽ sử dụng sơn Hoa Việt để mà sơn toàn bộ văn phòng, nhà xưởng của công ty mình. Xin cảm ơn anh Phan rất là nhiều. Xin cảm ơn, rất hân hạnh được hợp tác cùng anh.